Nếu bạn có vấn đề về huyết áp chắc chắn đã nghe qua về vòng điều hòa huyết áp Raki và công dụng tuyệt vời của vòng Raki. Tuy nhiên nếu bạn đeo trong một thời gian dài vòng của bạn sẽ bám một lớp germanium trong chất thải sẽ hình thành lớp bên ngoài bề mặt vòng. Vậy vệ sinh và sử dụng vòng huyết áp Raki như thế nào cho tốt? Hãy cùng theo dõi bài viết này nhé. Chất liệu làm nên một chiếc vòng Raki đó chính là germanium. Fontform đá từ tính germanium được cho là có nhiều tác dụng khác nhau như làm cứng cổ và vai, đau lưng, mệt mỏi và phục hồi khả năng miễn dịch. Bằng cách sử dụng nó và kết hợp nó với vòng tay và vòng cổ, chúng tôi cung cấp nó như một phụ kiện giúp bạn khỏe khoắn trong khi thưởng thức thời trang, mã SPB071A6YAY3, dòng điện yếu đi qua cơ thể con người cộng và trừ hòa hợp với nhau để duy trì sự cân bằng của cơ thể. Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy khó chịu, căng cứng hoặc đau trong cơ thể thì sự cân bằng tiềm ẩn trong cơ thể sẽ bị mất và bạn sẽ cảm thấy về tình trạng sưng tấy bất thường, vì germanium có đặc tính là các điện tử âm tích cực phản ứng khi có ánh sáng hoặc nhiệt từ 32 độ C trở lên chiếu vào, nên các điện tử âm phát ra từ germanium khi tiếp xúc với da có khả năng thu hút và nó có chức năng điều chỉnh sự cân bằng Xem thêm, tổng hợp 20 mẫu vòng tay SMS Authentic đẹp nhất năm 2021 có giá bao nhiêu, mã spb 06 zybasbj bạn nên nên thường xuyên lau khô bằng khăn khô. Nên tháo ra khi vào các địa điểm có nguồn điện áp lớn. Không để chung với các loại thẻ có từ tính khác. Không sử dụng cùng máy tạo nhịp tim. Phụ nữ có thai nên hỏi ý kiến bác sĩ. Xin lưu ý rằng nên tháo ra khi tắm hơi do tranh lệch nhiệt độ rất lớn. Tắm hơi ở độ kết dính mắt nối sẽ bị giảm. Trong quá trình sử dụng vòng tay điều hòa huyết áp Raki, nếu cơ thể cảm thấy khác lạ nên ngưng sử dụng. Trường hợp bạn có biểu hiện ngứa ngáy hoặc nổi mẫn đỏ sau khi đeo vòng điều hòa huyết áp thì cũng nên ngưng sử dụng mã SPS000 KNPS 7S vòng huyết áp AAKII Nhật Bản hàng cao cấp mua ở đâu? Shop Nhật Việt cam kết cung cấp vòng điều hòa huyết áp Raki số 1 Nhật Bản hàng chính hãng 100% giá cả phải chăng. Và đặc biệt luôn giữ được lòng tin đối với khách hàng. Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm và muốn đặt mua hoặc vẫn còn bất kỳ thắc mắc nào liên quan tới sản phẩm hay các sản phẩm khác của chúng tôi hãy nhấc máy lên và gọi cho chúng tôi theo số hotline 0983 1315 28 hoặc để lại số điện thoại để được tư vấn hoàn toàn miễn phí, mã SPS000KNKNDV.